Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Kết thúc rồi. Vân Triệt. Hắn còn có thể đứng dậy được. Cơ thể này đáng kinh ngạc. Đây. Kia là Phượng Hoàng Viêm. Vân Trình, à nhầm, Vân Triệt này sao có thể thiêu cháy đường Phượng Hoàng Viêm? Chuyện này Băng Hoàng, Kim Mô, Phượng Hoàng, Vân huynh đệ vậy mà giống với Lạc Trường Sinh, cũng cùng tồn tại một thể của ba loại truyền thừa thần lực. Không chỉ như vậy, ở Viêm thần giới của chúng ta, tất cả mọi người đều biết Kim Mô và Phượng Hoàng bài xích lẫn nhau, căn bản là không thể nào cùng tồn tại một thể. Nhưng mà hắn rốt cuộc sao lại làm được như vậy? Thú vị. Kim Mô Viêm 50%, Phượng Hoàng Viêm 50%. Nhưng mà hai loại viêm hỏa 50% này hình như còn có một loại 10% viêm hỏa cấp cao uy hiếp. Lẽ nào ngươi không cho là như vậy hay sao? Đó là cái gì? Đây, hai loại thần viêm này bài xích lẫn nhau, vậy mà bị hắn kỳ tích dung hợp rồi. Ngọn lửa này thật sự là rất đẹp, chỉ là không biết uy lực thế nào. Ngươi thử không phải là biết rồi hay sao? Ngọn lửa này chẳng qua cũng chỉ... Cái gì? Thánh Viêm Kiếm. Loại huyền khí đỉnh cấp này vậy mà bị một ngọn lửa đỏ tươi kia. Nghĩa nào ngọn lửa đỏ tươi này là tồn tại cao hơn vượt qua Kim Mô Viêm và Phượng Hoàng Viêm hay sao? Không thể nào, tuyệt đối là không thể. Kim Mô Viêm và Phượng Hoàng Viêm, đó là thần viêm mạnh nhất của thời đại chân thần thừa nhận, sao có thể có ngọn lửa cao hơn vượt qua bọn họ? Ta cũng cho là không thể. Nhưng mà Kim Mô hay là Phượng Hoàng Viêm đơn độc có thể làm tổn thương đến Thánh Lôi Kiếm hay sao? Đây, trên người của tên này ngoại trừ huyễn thần ra lại còn có sức mạnh đáng sợ bậc này. Cái gì? Trước đây không phải ngươi đã nói không để ta ở trên người của ngươi để lại vết sẹo thứ hai hay sao? Lần sau khi nói khoác, xin hãy nhìn rõ trước mặt của ngươi là ai. Rất tốt, rất tốt. Đây, sao có thể chứ? Thánh Lôi Kiếm và Thần Phượng Thành của ta. Trường Sinh, uy lực của ngọn lửa này của Vân Triệt khác thường, nhưng mà khí tức không ổn định, rõ ràng là không thể dài, rõ ràng là không thể kéo dài đâu. Ngươi không cần thiết phải trực diện đấu với hắn, đợi hắn không thể nào chống đỡ được ngọn lửa này, ngươi hãy tùy ý chà đạp hắn. Hiểu rồi. Vân Triệt, ngọn lửa đỏ tươi này của ngươi nhìn thì có vẻ rất mạnh, nhưng mà trên thực tế cũng không trọng dụng. Đến đây, cho dù ta tay không, ngươi cũng không làm được gì ta. Vậy sao? Chỉ vậy thôi sao? Sao thế? Như vậy mà không được ư? Có được hay không? Đợi lát nữa, ngươi sẽ biết liền thôi mà. Mở. Sán Thế Hồng Niên.